mẹ và cha, hạnh phúc duyên lửa và ta và nàng. Vâng, đúng vậy. Qua sự tìm hiểu thấm thần của cho Doanh và cho Hường, lên báo cáo tiên tổ và các cụ tôn quốc bà và mẹ gái, xin cho Hường về cơ quan cho gia đình. Vậy thay mặt mẹ trai xin cảm ơn toàn thể các cụ tôn quốc bà, toàn thể bạn bè nam nữ gần xa đã phải đến chung vui và chúc mừng tuổi sinh lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Tôi thay mặt mẹ trai xin trân trọng giới thiệu bên một vị mẹ gái và bên cô đâu, bên mẹ chồng cô đâu và bên mẹ thằng gái lên nhận lệnh. Mình vị mẹ gái lên nhận xin lễ. Cô gì chú bác của cháu đều có mặt để trong lễ đón để ăn hỏi hôm nay. Trước tiên tôi xin mời gia đình các bạn ngày ấy xin chân thành cảm ơn và có lời chào chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả các nhà trai và nhà gái hôm nay. Về vấn đề này tôi xin nói với vì yêu nhau bên ngọn với sông cùng thèo thì các cháu đã tìm hiểu nhau. Một lần nữa tôi xin chúc gia đình nhà trai, cô dì, các cụ, các ông, các bác, cô dì, anh chị em và tất cả bạn bè cùng cháu đến đây nói một mạnh khỏe, một cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công thành đạt. Cảm ơn. Tuổi hôn lễ của chú rể Tân Doanh, sánh duyên cùng cô dâu Nguyễn Hường trong buổi chiều nay.